Các bạn một chiếc xe VinFast màu cam, hai chiếc màu xanh đó. VinFast đó. Vino đến bánh cuốn Tây Hồ để ủng hộ cho cô bé. Hôm nay là thứ tư bánh cuốn Tây Hồ bán 200 phần. Hai anh. Đây. Đi đẹp Cali, Jenny, Trần, go. Mai, say something, Mai. Hello. And Mike is here to Bear Hassan, and he's gonna match. He promised at our press call, my press conference, that Mike's match, whatever is donated today to Bear, will match him. So he's here to support, and he's here to ăn bánh cuốn Tây Hồ as well. Vietnamese first, yeah. Yeah, boss, what language? Okay. So we say the same way. Yeah. Okay. Okay. Vì hôm nay thì cái kiện cũng tập coi. Có bên nào mà chưa vô đầu đuôi câu chuyện thì mấy chứ là Mai có giúp bé xe này. Rồi trong mà lúc mà giúp bé hay sinh á thì mình có những cái lụng cụm không hay thì mình nói chuyện nó sao. Nhưng mà cuối cùng một end of the day là mình phải giúp bé. Người không người, em bé phải là bé 9 tuổi là mình gọi là bé này. cô bé mất cha mất mẹ con gì nữa mới bị không tiếng Anh không job không English đang không mà thì mình chỉ nó mình giúp tại vì hai nữa là bé sinh đó lại cùng tuổi với con của Mai luôn nên mình phải giúp gì mình coi nhưng mà trong lúc giúp có chuyện xảy ra nó không hay. So, you know, Mike, through opportunity that he encountered to help this young child, I guess young girl, 19-year-old girl, through the horrific accident, she lost her dad and her mom through this e-bike accident. And unfortunately, the thing is that her age is the same age as his daughter, 19. And so he just felt compelled to reach out and help this young girl. She doesn't speak English. She doesn't have a car. She lost both parents, and she doesn't know English. So she's taking ESL class. So he just felt urged to have to help. And so that's why he's here to help. Just make clear là mà ở đây là mình về tình thương thôi, không có liên quan gì chính trị này. Nó thiền phấn lắm. Mai không muốn chính trị ở đây. Mình đi tình thương mất những người ở đây là về tình thương với bé thôi. Không có liên quan chính trị với em ở đây hết. Mấy người em đó. So he wanted to make it clear that today is all about love and giving back to Hassan. It's not about politics at all. So please understand that he wants to make that clear today. Hôm nay là em mình thấy là có rất là nhiều người đến ủng hộ cũng họ cũng donate tiền á. Có nghĩa là rất là nhiều á. Thì nếu mà lên đến hơn 10.000 thì anh Mai có vui không? I'm so. No, the more donate, the better. Yeah. Right? That's my goal. Remember I say unlimited. Yeah. Love mean action. Mm-hmm. Love is unlimited. Love her the same, love my kid. Yeah. I mean, better to lose. This life is very fair. Yeah. What you give away, what you get back. Yeah. That's what the work the way it is. You know, I don't think I have problem with whatever number it is. You know, I've been prepared for it. Nhưng mà quá khứ anh đã ủng hộ 5.000 rồi mà bữa nay anh tắm bồ nó anh thấy sao ạ? Bữa nói là cái tiền bán của anh. Không mà quá khứ anh đã ủng hộ cho cái gia đình người ta 4.000 và bữa họp báo 1.000 là 5.000 rồi. Nhưng mà bữa nay anh thấy tắm bồ cái tiền nói là số tiền quá nhiều. Thật ra mình không thể xứng bao nhiêu là nhiều bao nhiêu đủ. Thật ra mình nói nhiều thiệt nhưng mà so với bé quá nhỏ so với bé còn một con đường dài nữa anh. Mà Mai không phải giúp bữa nay còn giúp nữa. Đây là kỹ thuật khởi đầu thôi. Rồi còn bé mới có 19 tuổi thôi đúng không? Bé còn tương lai nữa. Cái này chỉ giúp một trong tạm thời của anh. Còn một tương lai đúng không? Đúng rồi. Already, and then at my press conference, he donated 1,000, so 5,000. And today, he's gonna donate to match whatever is donated to her.
So he said that's a lot of money you get, but he's like, much doesn't mean anything because she has a long life ahead of her. She's only 19, and so this is a way that he can help her. Now she's 19, but the time happened only 18. 18, yeah. Yeah. Không cần quá tốc cảm ơn anh. Okay, thank you, Mai. The bear don't have money, so let's go look. Yeah, look. Yeah. Let's go there. Let's count money. Đây, bây giờ là đếm số tiền nha. Go đi, go đi. Wow. Oh, so they came in. They came in. They came in. Mai có tấm lòng rất là tốt rồi, có tấm lòng rất là tốt. Anh có cái tiệm hút khói Extreme Air Rain Sports ở Trần Hưng Đạo, Sa Bờ Mộc Hòa Đình. Sa Bờ Mộc Hòa Đình. Có món That's the 2,000 con số đang đếm là 2,000. Counting. I have two pocket. Có sẵn luôn hả? One backup. This one, okay, here's my empty mask. Here's my backup. You can touch. That's cool. The mall, the best. Cái này mình cao hết rồi không? Cao đấy rồi. Anh Mai cũng cao đấy. Anh Mai sẽ gọi là matching, tức là bỏ ra cái số tiền bằng đúng số tiền sẽ tìm được ngày hôm nay. Bất cứ bao nhiêu. Anh Mai hỏi những câu thông minh vừa rồi nha. Bây giờ không biết là tới bao nhiêu rồi nhỉ? Bây giờ tới mấy chục ngàn rồi chị? Bây giờ nó tới 3,000 mấy rồi. 3,000 mấy rồi. 3,000 mấy rồi. Anh có cảm thấy là hồi hộp chưa anh? Phải nói là cái điều Mai rất là happy. Bởi vì một cộng đồng bây giờ đã tham gia giúp bé rồi. Cái điều đó đều Mai mong muốn. Bởi vì giúp những trẻ em mà bị mà mất cha mẹ như vậy, đó điều nên là that's good thing to do. Mà mình cũng happy, mình cũng có năng làm từ đó nữa. Anh hiểu không? Và cái lý anh có thể hỏi lý do tại sao làm vậy sao không biết. Mai có 3 đứa con đều khỏe mạnh, đều có đầy đủ cha mẹ, thì Mai nghĩ muốn sẽ chia những cái may mắn của mình với người khác, đó là chuyện nên làm. Mà mới làm vậy là thật ra mới đầu tư thôi. Tao nói là cái gì cho đi sẽ đem lại gì đó, luôn là khó lắm. Mà hiện giờ Mai rất là may mắn, là Mai rất là may mắn, mọi chuyện làm ăn, mọi chuyện đều suôn sẻ, đều những cái điều mình không nghĩ tới mà lại được. Cái lực cuộc trường nó rất rõ ràng, đúng rồi. Anh phải nói lần, anh nói khó lắm, anh bây giờ thông minh lắm á. Và nghe thử hiện tại đến bây giờ là mình đã thu được, đếm được số tiền là 2,238 đô la. Thì còn vài bạn ngoài kia nữa. Mấy giờ rồi? Giờ là mấy giờ? Còn nửa tiếng mới đóng sổ. Có mua. Em cũng có kêu gọi là nếu mà các anh chị nào không tới đây ăn được thì tụi em cũng có để một cái đường link website GoFundMe cho bé nằm ở phía dưới, thì các anh chị có thể là từ tiểu bang khác có thể chuyển tiền về. Thì những số tiền đó thì anh Mai cũng match cho tụi em luôn phải không? Cái đó là phần sau, bây giờ phần này là phần này thôi hả? Đây là cái khởi đầu thôi. Mai còn tự nhiên bé còn trẻ mà nhiều tương lai nhiều lắm. Lát Mai sẽ announce một cái chuyện lớn nữa. That's not big deal. Big deal. Cái điều mà Mai thấy mọi người đây là người Việt Nam mình không biết nữa. Đây là những lúc mà mình thành công. Ngoài những chuyện mà đấu đá là mua sang quý vị không? Con người Việt Nam mình rất là biết tới mấy chuyện đấy không? That's you learn a nice thing. Very good. Yeah, thật sự là tụi em cũng hàng mỗi 2 tuần là tụi em làm từ thiện, tụi em gửi số tiền này về Việt Nam. Nhưng mà
mình thấy là có một người bạn ở Montana là bạn Hoàng đã nói với tụi em á là bạn sẽ take over, bạn sẽ gửi 1.500 cho tụi em để tụi em mua đồ chuyển về Việt Nam cho từ thiện. Và hôm nay tất cả số tiền mà mình bán được hôm nay là chiếc vé này. Đó là ý kiến cảm ơn Hoàng từ Montana là chủ tiệm nail Sài Gòn Nail đã ủng hộ cho chương trình này. Thì Chi và đội ngũ như anh chị chủ là đã mở tấm lòng và có 200 phần để làm từ thiện hôm nay. Chị chủ đâu đây anh chủ. Ông chủ anh đây hả? Đây ông chủ, đây ông chủ. Đi chủ luôn hả? Đi gì con trai ra đi. Em kêu anh nhiều nha. À, cảm ơn anh. Giới thiệu tên luôn anh chủ anh gì? Đây anh Minh Chí. À Minh Chiến. À. Đây là chị chủ. Wow. À, cái chị có thể cho biết rằng là tại sao chị làm cái chương trình của ngày hôm nay cũng như là làm cái chương trình hàng tuần như vậy ạ? Thì như thường lệ thì Mai không nói tên, mình đang nói sao nhưng mà Mai không phải là vậy. Mà nói chung là mình không phải cần những chuyện thế này để mà đưa tên tụi mình lên. Mình không cần làm vậy, không cần làm vậy. Sau cái buổi hôm nay thì được biết rằng anh có sau cái buổi hôm nay thì được biết rằng là anh cũng còn ý định sẽ còn tiếp tục giúp cho bé nữa chứ không phải là ngừng. Chắc chắn đây là lúc nãy anh kêu anh cho biết vài một cái bí mật mà anh nghĩ rằng là anh sẽ giúp bé trong tương lai. Quý vị biết là bé bên đây có 19 tuổi thôi mà tiếng Anh thì cũng không đành, công việc ổn định không có, nơi ở không có, người nương tựa không có, thì bé cần rất nhiều giúp đỡ anh, ngoài tình chính ra còn những cái khác nữa anh, chứ không phải là về tài chính không. Làm việc nào, học ở đâu, ở chỗ nào, giấy tờ, sao 1.000 thứ cái info, chứ không chỉ đơn vậy. Để như tài chính lại tiếp tục còn những cái việc liên quan như là hôm trước nói về cái vấn đề cái GoFundMe trước đó với số tiền 24.960 đô đó, có cách nào là sẽ mang lại cái số tiền đó trở lại cho chính chủ hay không? Thật ra Lân, câu trả lời chắc chắn yes, chắc chắn yes. Tại vì trong đây ở đâu cũng vậy, đều có hai cái luật, luật trời và luật pháp. Bây giờ bỏ luật trời qua bên đi, tình cảm bên, luật pháp. Anh biết GoFundMe á, một để biết vị nào chưa hiểu về GoFundMe, anh có thể GoFundMe bất kỳ ai muốn. Ví dụ như chị này thì muốn xây nhà lầu 900.000 cũng được, miễn số tiền đó là chị dùng nhà lầu. Nhưng anh không, một anh đó, anh ABC không thể mượn cô bé này GoFundMe cho bé này mà bỏ tu điên. Cái đó là felony. Anh biết felony hình sự mà đơn giản đâu. Nhưng mà anh biết á, là Mai, cả dân Mai và nhiều người đã liên lạc với GoFundMe trả tiền cho bé lại mà đều bị từ chối vào thứ tư. Câu hỏi của anh là làm cách nào lấy được không? Tôi gan tiền 100%. Yes. Bây giờ em đại diện cho bánh cuốn Tây Hồ, thì mình đếm tiền đã hôm nay là cuối ngày thì là số tiền là 2.300. 2.300. Giờ mình giao tiền qua bên bé. Giúp con vượt qua mọi khó khăn thì giờ cộng đồng người Việt của mình luôn chung tay, thì hy vọng con sẽ hiểu được những tiếng Việt và con sẽ học thêm tiếng Anh để cho con hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ này. Can you translate? Can you translate? Mai nói là Mai là Việt Nam. Thì Mai đây mới đại diện cho người Việt Nam thôi. Thì người Việt Nam ở đây ai cũng có lòng tốt, chứ vậy thôi, chứ không phải là chuyên cái nhà Mai. Thì mỗi người có một cái khả năng khác nhau. Đúng, đúng. Nhưng mà ai đều thương bé này, đó thì chắc chắn.
vấn đề là Mai ở đây Mai đại diện thôi, chứ không phải là ôi là tên tuổi gì vì make sure có mua sai thì cất người tốt với mình, người ta không ra mặt hay là mình không biết thôi, nhưng mà tất cả đều có một cái tấm lòng rất là tốt. Okay. So nhà hết gia đình của Phoebe tới bữa nay luôn, và mấy bà mục sư, ông chồng mục sư can go và bà mục sư tới. Yeah, so, bây giờ yeah, anh thấy mình cao lên nha đúng không? Ok, thôi để cho mình nói một hai lời cảm ơn ha. Để cái vụ này xong đã, okay, cảm ơn sau. Còn hỏi ông bé mày con không? Không, không cần phải đếm mà chỉ cần để cọc cho nó ngang nhau là được rồi. So, so cọc bằng nhau là cọc bằng thôi. Cho số tiền, như hôm nay số tiền bán được ở tiệm là 2.300. Thì anh Mai Vũng Tàu sẽ tặng cho bé thêm 2.300 nữa. Đúng số tiền là double số tiền lên. Nếu mà trong tiền dùng quý vị, Mai còn 2 túi thì có nhiều chữ nữa. Thật ra là con số này ít hơn là dự tính. It's ok, good, anh không sao. Giờ thiếu nhiều 300. So, you must be 25, right? Okay. Wow, thank you. So, total 500. Tức là còn match và còn match over luôn. Match lên trên luôn. Quý vị, cái điều đây cho bé hiểu là cộng đồng Việt Nam là 20 mét cả. Và quý vị sẽ tới thiết một cái đại nhạc hội gọi là You Are Not Alone. Mình sẽ làm cái nhạc hội để biểu dương người Việt ở Busan này, để biểu dương cái lòng tốt của người Việt ở Busan. Cái người tốt lắm. Như mấy anh bỏ thời giờ game anh quay đây là cảm ơn mấy anh rồi đó, cất vừa bỏ thời giờ cho nhiều tốt cho biết cho nhiều người ở trong khác, đừng có nói ồ Busan này nhiều chuyện này, nó không phải đâu, Busan này cất thêm nhiều chuyện tốt không một chuyện này đâu. Nhưng mà đồng thời trong tay trái á thì người là làm sai mình cũng phải giải quyết, chứ không phải là chuyện tốt không, chuyện tốt mình khen, chuyện sai trái mình phải giải quyết để cây sau, để làm sao cộng đồng Busan này càng ngày càng phát triển tốt hơn, nghe tiếng thơm thôi, đừng có tiếng xấu nữa. Muốn hết tiếng xấu là phải loại trừ những người làm xấu ra, rồi cho cơ hội chúng ta sửa sai, đúng không? Đã đặt cà phê đúng không? So cái press conference của Amy bữa nay á 5 giờ đó. Thì đã cảm thấy như thế nào? Comment. Đưa cây ra được. Chương trình này nhưng mà vô tình đến qua đây có chút việc với lại anh chủ quán, thì thực ra thì em cũng đã biết về cái câu chuyện của bé đấy, vì là cái việc mà xảy ra nó ngay gần chỗ nhà em. Ngay gần cái ngõ cùng ngõ nhà em, thì em cũng có một chút ủng hộ, thì xin ủng hộ cho bé 500. Làm khó quá, làm khó quá. Sáu giờ, sáu giờ. Nó trong giờ, nãy giờ em nãy giờ đứng nãy giờ. Giờ ở đây không có thở dễ. Nhưng mà hiện tại thì em không cầm tiền mặt ở đây, thì có thể có một cái cách nào có thể anh nhờ anh Chí hoặc là nhờ. Không, nếu mà công nhất thì gửi trực tiếp cho các con của bé. Có tiền đây rồi. Anh Chí cho thêm chỗ tiền anh được. Thì em cũng mong là hỗ trợ cho bé. Đây là người lái xe chiếc xe lên điện VinFast VF8 vòng quanh nước Mỹ. Quý vị, mấy anh hỏi vấn đề cái đại nhạc hội thì đây là đơn đem.